Xin chào tất cả mọi người, lại là Dear đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dear Tarot, tâm sự cùng người lạ. Và chúng ta lại gặp nhau trong một ván trải bài của tháng, và bây giờ đã là tháng 6 rồi mọi người ơi. Với cái tình hình như hiện tại, dịch bệnh rồi tất cả mọi thứ, thì mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Hạn chế rồi là đi ra nơi đông người nè, cũng như là nhớ tuân thủ theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào ván trải của ngày hôm nay. Vẫn như thường lệ, đi có 1, 2, 3 và 4 tụ bài. Các bạn hãy chọn cho mình một trong 4 tụ ở đây. Hoặc bạn nào cảm thấy có cái sự gọi là cái cảm ứng với 2 tụ thì bạn chọn luôn cả 2 tụ, 3 tụ thì chọn luôn cả 3 tụ. Còn ai mà thích quá thì coi hết 4 tụ luôn cũng được. Ok chưa? Và bên cạnh đó, nếu mà các bạn có những câu hỏi hoặc thắc mắc gì về tarot, cũng như bạn muốn đi trải bài về chủ đề gì, thì các bạn cứ comment xuống phía dưới giúp đi nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, bây giờ thì chào mừng các bạn chọn tụ bài số 1 với viên đá màu trắng ở đây ha. Chúng ta để cái viên đá đó qua một bên. Vậy thì với cái câu hỏi này, vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ xem trong cái tháng này bạn sẽ có những cái sự kiện gì xảy ra ha. Horse. Ok. Tent. Tree. Rồi, ok. Một số sự kiện Dia sẽ nói sau đây. Nhìn chung thì không có gì quá xấu ở trong cái ván trải này cả. Bạn sẽ có một cái chuyến đi, hoặc là một cái ngày nghỉ ngắn hạn, hoặc là bạn sẽ đi đâu đó, hoặc bạn sẽ stay tại nhà, nhưng mà là theo cái dạng như nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, nhưng mà ngắn hạn thôi, ngắn ngày thôi. Bên cạnh đó, cái tháng 6 này là một cái tháng rất là tốt nha. Good fortune, có nhiều cái cơ hội nó đến với bạn và nó vẽ ra một cái tương lai tươi sáng những tháng tiếp theo. Bên cạnh đó, tuy nhiên, nếu mà trong tháng 6 bạn đang có những gì, hoặc là bạn đang làm cho tất cả những cái vấn đề gì đó, thì bạn nên nhớ tâm niệm trong lòng mình một cái điều là tất cả mọi thứ nó đều chỉ là tạm thời thôi. Nếu mà bạn đang gặp khó khăn thì nó cũng chỉ là tạm thời mà thôi, mọi thứ sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và nếu mà bạn đang có những cái vận hên thì bạn nên biết nắm bắt mà gọi là ứng dụng nó một cách tốt nhất, bởi vì nó cũng chỉ là tạm thời thôi. Bạn hãy sử dụng cái vận hên của bạn á một cách tốt nhất nha. Có một cái lá trong đây thì đi muốn cảnh báo mọi người, đó là lá Trees, Affairs with your family. Cái lá này nó có nghĩa rằng là bạn sẽ gặp một vài cái sự rắc rối nho nhỏ đến từ gia đình của bạn. Có thể là một vài cái sự tranh cãi, hoặc là một vài những cái sự nói chuyện, một vài những cái sự ngồi xuống giải thích, phân tích gì đó. Nói chung là sẽ có một vài vấn đề đến từ gia đình của bạn ha. Rồi tiếp tục, vậy thì các mối quan hệ của bạn trong tháng sẽ như thế nào? Đầu tiên bạn có lá Queen One, lá Hierophant, lá The Hermit, lá Wheel of Fortune và lá Ace of Wands. Ok, các mối quan hệ trong tháng này của bạn thì mọi thứ nó cũng không có thay đổi gì quá nhiều. Tuy nhiên đi thấy giống như là bạn sau một khoảng thời gian ẩn mình đi, thì trong khoảng thời gian gần đây bạn bắt đầu tái hòa nhập cộng đồng, ở dạng giống vậy đó. Một cái khoảng thời gian mà mình sống chui rút trong cái ngõ hẻm nào đó, thì bây giờ mình bắt đầu trường mình ra với ánh sáng, mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng rồi đó mọi người. Đây, The Hermit ngược. Bạn bắt đầu có cái sự thay đổi đó, và từ cái sự thay đổi này nó cất lên cho bạn rất là nhiều những cái định hướng mới. Và dạo gần đây thì bạn bắt đầu gọi là tiếp xúc mọi người nhiều hơn, và từ đó bạn cũng học hỏi được những cái mối quan hệ xung quanh nhiều hơn. Rất có thể trong thời gian tới, trong cái tháng 6 này, bạn sẽ có cái sự gặp gỡ trực tiếp đến với một cái người đàn ông lớn tuổi, có thể là thầy của bạn, hoặc là một người phụ nữ nóng tính. Một người phụ nữ nóng tính ha, có thể là sếp hoặc là mẹ của bạn thì cũng không biết nha. Nhưng nói chung đây là toàn là những bậc trưởng lão thôi. Thì trong cái tháng này các cái mối quan hệ nó cũng xoay quanh những cái người lớn tuổi hơn bạn thôi. Không có thấy yêu đương gì đây cả. Cho nên tụ một mà đang mong muốn về yêu đương á, thì những bạn nào đang có người yêu rồi thì không nói. Còn những bạn nào đang mong muốn là có người yêu thì trong tụ này đi chưa thấy gì hết nha. Rồi, tiếp tục. Vậy thì tiền bạc của bạn trong tháng sẽ như thế nào? Bạn có lá Knight of Pentacles, lá Prince of Wands, lá Six of Shore, lá Queen of Shore, lá Five of Cups. Một cái lời khuyên luôn, bớt xài tiền lại. Một lời khuyên luôn, bớt xài tiền lại cô gái ơi. Nói chung là như thế này, về cái vấn đề tiền bạc chi tiêu của bạn trong tháng này, đi thấy là bạn phải chi tiêu rất là nhiều, và có rất là nhiều thứ bạn cần phải loài tiền ra, phải rẻ tiền ra. Đó, có rất là nhiều thứ. Cho nên ở đây là hãy chi tiêu những thứ nào thật sự cần thiết thôi. Và Six Shore đây cho thấy được rằng trong vấn đề công việc của bạn trong tháng sẽ có những cái chuyển biến khá là tích cực. Cho nên hãy nhớ đón nhận nó nha, đón nhận một cách thật là tích cực vào luôn. Rồi, ở đây nữa, Five of Cups,
hãy chi tiêu vấn đề tiền bạc một cách thật là thông minh để tránh cái việc bạn sẽ cảm thấy mình mua đồ hơi bị meo meo, tức là hơi bị ngô nghê và ngốc nghếch ở trong cái tháng này và bị tiết tiền á mọi người. Rồi, nói chung đây là một cái tháng của một cái bạn mà đi cảm thấy là nó trôi qua một cách nhẹ nhàng và an toàn, và sẽ an toàn hơn nếu mà những bạn tụ một á cẩn thận chăm sóc cho sức khỏe của mình nè, rồi để ý tới tình hình dịch bệnh để các bạn tránh đi những cái trường hợp không có đáng có, như là mình là F1, F2, F3, F4 vậy thì cũng không nên lắm đâu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái lá bài cho các bạn trong tháng này, một lá bài thông điệp. Vậy thông điệp của các bạn trong tháng là, thông điệp của các bạn đó chính là bản năng con cá mập. Con cá mập búa ở đây nó có nghĩa là bản năng. Bạn hãy cứ hành động theo những gì mà bạn cảm thấy là nó cần thiết và cảm thấy đúng trong trường hợp đó. Ok, bây giờ chúng ta đến với những bạn chọn tụ bài số 2 để qua một bên. Chúng ta hãy xem là những cái sự kiện của các bạn có những gì ha. Dolphin, teapot, pig, club. Ok. Xin thưa quý vị luôn nha, thưa quý vị, đó là lá Dolphin này cho thấy được rằng là hiện tại quý vị đang rất là nghèo đúng không? Nói chung là hiện tại là tình hình tiền bạc của bạn không được tốt đúng không? Nhưng mà không sao, trong tháng 6 nếu mà tình hình tiền bạc của bạn đang không có tốt á thì mọi thứ nó sẽ có cái chuyển biến tích cực hơn, chỉ là tích cực hơn thôi nha, chứ nó cũng không có tích cực lắm, chỉ là hơn thôi. Rồi, tiếp tục, ở trong tháng này bạn sẽ tìm được một người bạn mới. Cái người bạn này có thể là một cái người bạn lâu rồi không có nói chuyện, hoặc là một người biết, người quen thôi, nhưng tự nhiên bây giờ cái họ trở nên rất là thân thiết với mình, họ tâm tình với mình nhiều hơn. Và đặc biệt nếu mà bạn nào đang xem cái clip này nè mà bạn là nữ thì người bạn này sẽ là nữ, bạn nào đang xem clip này là nam thì người bạn đó là nam, và người bạn nào mà đang xem clip này là bedre thì người bạn đó cũng sẽ là bedre. Ok chưa? Rồi, tiếp đó là bạn có lá pick. Hãy cẩn thận với cái việc là sẽ có một cái đứa nào đó đến lợi dụng cái vấn đề vật chất tiền bạc của bạn. Bởi vì mình nhìn thấy được rằng bạn hiện tại đang là một con đổ nghèo khỉ rồi, nhưng mà xung quanh bạn vẫn còn có những con đổ nghèo khỉ hơn và muốn cướp chén cơm trên tay của bạn. Cho nên là hey, be careful nha. Bởi vì nữa nè, có nè, someone will to make you do something against your will, là một đứa nào đó sẽ cố gắng điều khiển bạn, cố gắng muốn bạn, hướng bạn đến cái chuyện là làm những cái điều mà nó muốn, mà nó có hại đến bản thân của bạn. Đó, ghê chưa? Nên cẩn thận, hãy cẩn thận những cái con người luôn luôn nghĩ tới vật chất của bản thân bạn, bởi vì thấy được những cái sự tham lam ở đây. Ok, rồi, hãy xem các mối quan hệ của bạn trong tháng như thế nào ha. Đầu tiên bạn có lá Six of Cups, Eight of Pentacles, Seven of Pentacles, King of Pentacles. Này là lá Seven of Pentacle. Wow, nhiều Pentacle vậy. Knight of Pentacle. Xin thưa là nguyên một tháng mà toàn là lá tiền không trong các mối quan hệ nha. Suy ra là cái vấn đề tiền bạc của các bạn trong tháng 6 rất nên được gọi là nhìn nhận, rất nên được cẩn thận. Bởi vì đi nhìn thấy là ở đây King of Pentacle, bạn cũng có một chút tiền ở trong cái khoảng thời gian tháng 6 này của bạn, bạn cũng có một chút tiền, cũng nói là gọi là và có cái mối quan hệ là, đặc biệt là có một cái mối quan hệ là một cái người bạn tri kỷ hoặc người bạn lâu rồi không có nói chuyện, một người bạn cũ thì họ sẽ quay lại nói chuyện với bạn. Và ở đây Knight of Pentacles coi chừng sẽ gọi là bị lợi dụng ngu, xài tiền ngu hoặc là mua gì đó ngu. Nhưng mà ở đây á, liên kết với cái lá trước đó là lá con heo, ở đây là cẩn thận với những kẻ tham lam thì coi chừng là mình bị lừa nha, mình bị lừa, một mối quan hệ nào sẽ lừa mình về mặt tiền bạc nha. Ok, đó, cái đó là mối quan hệ của mấy bạn. Còn bây giờ là đến tiền bạc nha, để coi tiền bạc trong tháng như thế nào, mà hoặc là tiền bạc và công việc. Còn đây là mối quan hệ của bạn đã nhìn thấy là dính líu đến tiền bạc và công việc rồi đó, thì bây giờ mình qua tới tiền bạc và công việc coi nó dính líu cái gì nha. King of Pentacles lại là tiền tiếp nha, xin thưa quý vị nha, xin thưa quý vị. Trời ơi, King of Cups, Three of Cups luôn. Nói chung là về vấn đề tiền bạc trong tháng này á, thì bạn sẽ có cái tinh thần dè sẻn và tích cóp, cũng như là bạn sẽ có một cái số tiền mới. Từ đó thì nó khiến bạn cảm thấy bạn tự tin hơn khi đi ra đường, hoặc là bạn tự tin hơn, mạnh tay chi tiền cho một vài thứ. Tuy nhiên thì đi cảm thấy là nên cẩn trọng
trong cái vấn đề chi tiền. Bởi vì là sẽ có những cái khoản tiền mà bạn chi xong bạn cảm thấy là ủa trời không hiểu sao lúc đó tôi chi nữa đó. Theo nghĩa là chi vì cao hứng á thì nó không nên cho lắm. À, rồi ở đây á thì Đi chỉ có một cái lời khuyên duy nhất cho các bạn trong cái vấn đề tiền bạc, trong vấn đề công việc thôi. Công việc của bạn thì vẫn là vui, vẫn rất là vui, Trees of Cups. Cho nên là mấy bạn đừng có lo lắng trong vấn đề công việc của bạn là không có vui hay có ai đó hại bạn thì Đi không thấy. Tuy nhiên vấn đề công việc của bạn sẽ có nhiều cái bước tiến triển tốt. Tuy nhiên thì nhớ cẩn thận với những cái mối quan hệ xung quanh. Bởi vì dù sao chúng ta đã có một cái thông điệp rằng là rất có thể là có một cái ai đó sẽ đến và lợi dụng bạn về mặt tiền bạc. Cho nên hãy cẩn trọng nha. Và ở đây chúng ta có một cái lá bài. À, một lá bài lấy được thông điệp cho tháng này. Purity. À, cái lá này nó có nghĩa là sự sự trong suốt, dạng giống vậy á. Vậy nó là cái sự tinh gọi là tinh tuyền trong suốt, dạng giống vậy, lung linh tình mẹ tình cha, nó dạng giống vậy. Thì cái lá bài này gợi cho chúng ta một cái vấn đề là trong cái suy nghĩ của bạn, trong tất cả mọi thứ trong cái tháng này, mọi thứ nên thật sự minh bạch. Mọi thứ nó nên thật sự được rõ ràng, không có nên cái gì mà nó úp mở mở thì rất là có hại cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nha các bạn nha. Nói chung là không có tốt, bởi vì là đã có những cái con người đến và họ lợi dụng mình về mặt tiền bạc trong tháng này thì Đi cũng cảm thấy xót tiền cho mấy bạn lắm. Nhưng mà mong là chuyện này nó sẽ không xảy đến cho các bạn tụi bài số 3 nha. Và chúc cho những bạn tụi bài số 3 sẽ có một cái sức khỏe thật tốt, luôn luôn sẽ có một sức khỏe thật tốt ở trong cái tháng 6 này, cũng như là vượt qua được những cái thử thách nha. Bây giờ thì kết thúc. Ok, chào tất cả mọi người, đây là tụ bài số 3 và đây chính là tụ bài mà Đi chọn luôn. Để xem trong tháng 6 này của chúng ta sẽ có những gì sẽ xảy ra nha. Chúng ta có viên đá Resolver ở đây, thảy qua một bên. Rồi, những sự kiện trong tháng này, đầu tiên bạn sẽ nghe được một cái tin tốt nha. Good news, something important, such as a new job or arise. Là sẽ có một cái thứ gì rất là quan trọng, nó như một cái sự phát triển mới của bạn hoặc là một cái công việc mới của bạn. Thì chưa thấy gì, tôi thấy hai cái này nó đúng rồi đó. Bởi vì cuối tháng 5 Đi đang có những cái lời mời cũng như những cái sự hợp tác mới mà Đi cảm thấy nó rất là đáng gọi là đáng trông đợi trong tháng 6. Clouds, lá mây. Nếu mà trong tháng 6 có rắc rối gì xảy ra cho bạn Đi nữa thì mọi thứ nó cũng chỉ là tạm thời. Và bạn là mặt trăng, tuổi nó là mây, những thứ gọi là meo meo đó nó không thể nào mà làm cản bước anh hùng của bạn được. Thưa quý vị, đó không thể nào làm cản bước anh hùng được. Cho nên rằng là bạn hãy luôn tâm niệm một điều là nếu có khó khăn trong tháng 6 thì nó cũng chỉ là tạm thời thôi nha. Và đây hãy nhớ cẩn thận, cẩn trọng thật sự với những cái mối quan hệ xung quanh, cũng như cẩn trọng với những cái sự nóng giận của bản thân mình. Bởi vì ở đây bạn có cái lá chảo nóng, frying pan, trouble nè. Cái lá này nó thể hiện cái việc là sẽ có một cái gì đó nó xảy ra giống như dầu nóng là nó văng tung tóe mà bạn khó có thể né được á. Thì hãy cẩn trọng nhất có thể nha, tránh va chạm. Rồi, hãy xem các mối quan hệ của các bạn ở trong cái tháng này như thế nào. Đầu tiên bạn có lá Queen of Swords, bạn có lá Temperance ngược, lá Ten of Pentacles ngược, lá Queen of Cups xuôi chiều và lá Justice. Ok, rất là hay. Có thể nói rằng là trong tháng này là tháng mà bạn sẽ phải mệt cái não đây, cũng như có khá là nhiều những cái sự lùm xùm, cũng có khá là nhiều những cái điều không có liên quan lắm, như là những cái lời nói xấu sau lưng hay là những cái lời bàn tán ra vào. Nói chung đó là những điều không có tốt. Tiếp tục bạn có lá Temperance. Tuy nhiên mọi thứ vẫn sẽ được cân bằng một cách tốt đẹp nhất. Về vấn đề gọi là mối quan hệ của bạn á, thì có thể trong tháng bạn sẽ được một ai đó cho tiền ở trong cái mối quan hệ này, hoặc là bạn sẽ cho tiền, chi tiền vì một điều gì đó cho một vấn đề nào đó. Queen of Cups ở đây còn cho thấy được rằng là hãy để ý đến những cái người phụ nữ trong tháng, mấy đứa con gái trong tháng nha. Queen of Swords, Queen of Cups, hai cái lá này luôn như nước với lửa, thì có thể rằng là trong tháng bạn sẽ có một cái sự va chạm đụng độ nào đó với một cái người nữ anh hùng nào đó thì chúng tôi cũng chưa biết ở đây, xin thưa. Và rồi chúng tôi có lá Justice, thì chúng tôi nhìn thấy rằng là và cuối cùng thì chính nghĩa sẽ chiến thắng thôi. Bạn chỉ cần làm đúng như những gì mà bạn làm đúng. Bạn chỉ cần làm đúng như những gì bạn làm đúng. Câu nói nó có hơi quệ vốn không ta? Hình như nó hơi quệ vốn đúng không? Đơn giản giống vậy nè. Justice nó mang đến cái việc đó là hãy đúng, hãy làm đúng trong mọi vấn đề, bạn hãy là người đúng trong mọi vấn đề thì bạn mới bắt lỗi người ta sai được. Thì tôi nói nhẹ vậy thôi, bởi vì á là tôi thấy trong lá của tháng này là thế nào cũng có drama nha, cũng có drama, cho nên hãy cẩn thận cực kỳ. Còn về vấn đề công việc của bạn, tiền bạc công việc, Juggerman, Eight of Swords, Nine of Swords, The Moon and Two Cups. Rồi
À, nói chung cái này là thần hồn ác thần tính đây. Những bạn nào mà chọn thuộc bài số 3 thì có một cái tinh thần khá là mắc cười giống đi trong cái thời gian hiện tại, đó là luôn luôn lo lắng về vấn đề tiền bạc, luôn luôn lo lắng về vấn đề công việc của bản thân. Tuy nhiên cái này là thần hồn ác thần tính. Đi nhìn thấy là sau trải qua một khoảng thời gian đã rất là dài, sau một khoảng thời gian mà bạn sống trong cái sự im lặng của đồng tiền, tức là đồng tiền nó ignore bạn, nó mặc kệ bạn đó, thì bây giờ nó quay trở lại, cho nên bạn bắt đầu bạn cố gắng, bạn suy nghĩ xem làm sao để giữ nó, làm sao để làm tất cả mọi thứ để mà cân bằng cái số đồng, cái đồng tiền đó. Thì bạn có hiểu được một điều đó, khi mà mình càng đi tìm kiếm vật chất thì chúng ta sẽ càng bị lo lắng bởi vật chất. Đi tầm khoảng cách đây nửa tháng thì đi đang bị lao đầu vào công việc. Trong cái tháng 5 vừa rồi nó thực sự rất là bận luôn. Và một tuần của đi là đi đi làm hết cả nguyên một tuần luôn. Tuy nhiên thì đi nghiệm ra một cái điều là mình làm tất cả mọi thứ này nó để làm gì? Cũng là để đi tìm đồng tiền để nó phục vụ cho bản thân mình. Cho nên là mình cũng đôi khi mình không có nên gọi là đổ xô vào nó quá. Nó sẽ làm đánh mất đi cái khoảng thời gian hiện tại của các bạn. Hãy cân bằng nó một cách tốt nhất ha. Ở đây thì bạn có 8 kiếm, có 9 kiếm, cho thấy là tự một mình bạn làm bạn cảm thấy khốn đốn trong công việc. Cho nên rằng là đừng có suy nghĩ phức tạp vấn đề, hãy làm ổn thỏa tất cả mọi thứ. Nhớ thêm một điều nữa là tuân thủ deadline nha các bạn. Tuân thủ deadline, được chưa ạ? Tuân thủ deadline. Và trong cái công việc của bạn trong cái tháng này á, thì đi nhìn thấy là nó có màu sắc tâm linh khá là nhiều, cũng như nó mở ra cho bạn những cái đam mê mới, những cái sự mơ mộng mới, và kết hợp với một mối quan hệ nào đó mới. Ở đây thì chúng ta có một cái lá bài lấy một cái thông điệp cho tất cả chúng ta, đó chính là sự lâu bền hoặc là sự trường tồn lâu dài. Turtle, con rùa biển. Thì một cái điều thôi, đó là trong tháng các bạn mà có tính toán cái gì về việc vấn đề của tháng này thì mọi thứ bạn nên nghĩ đến cái sự lâu dài của nó. Hãy tính tới cái đường dài, đừng có nhìn cái đường ngắn. Ok chứ nào? Ok, chúng ta đến với tụ bài cuối cùng, tụ bài số 4 với viên đá màu xanh lá cây ở đây. Chúng ta cùng nhau xem là bạn chọn tụ bài số 4 có cái tháng 6 như thế nào ha. Đầu tiên bạn có lá Fair Woman, lá Crash Robber, lá Pale, lá Spear. Ok, rồi tan nát con tim luôn. Ôi đớn đau trong lòng, con làm ta đau quá. Đó. Trời, ở đây biết sao không? Bạn vừa có một cái sự gọi là dãy đổ, bạn có cái sự đổ bể, và bạn có luôn cả cái sự đau lòng ở đây nữa. Đi nhìn thấy được rằng trong tháng hãy cẩn thận với một cái người phụ nữ, hãy chú tâm đến một cái người phụ nữ nào đó. Có thể là cẩn thận với cái người này, và người đó là người mà có cái ngoại hình á, họ có làn da rất là trắng, hoặc là họ có nhuộm tóc sáng màu, hoặc là họ rất thích mặc những cái bộ đồ sáng màu. Đơn giản vậy thôi, hãy cẩn thận với cái người này. Hãy cố giữ cái cuộc sống của bạn ở trên thế cân bằng, và cố gắng take care tất cả mọi thứ nha. Đừng có để cái câu chuyện gọi là hoa trôi nước chảy, rồi chảy tới đâu, chảy muôn ngàn nơi, muôn ngàn dặm thì thôi không được đâu nha. Rồi, cái lá xô đổ tràn trề là nó thể hiện là thời gian này là thời gian để bạn thoát ra khỏi một cái sự rắc rối nào đó của bản thân. Cho nên hãy cố gắng vươn. Ok, hồi nãy đang nói chuyện thì cái điện thoại nó bị cúp ngang. Tức ghê, nó báo hiệu cho một cái thời kỳ đổ nghèo khỉ của đi sắp tới rồi mọi người, là phải đi mua điện thoại mới đó mới quay được cho mọi người coi tiếp á. Rồi, chúng ta lại tiếp tục ha. Thì đi cảm thấy là trong cái tháng này bạn sẽ có những cái sự đau lòng đến với bạn, cũng như đây là thời gian để bạn thoát ra khỏi những cái rắc rối của bản thân. Hãy cố cân bằng cuộc sống của bạn và cẩn thận đến với những cái người phụ nữ nào mà có cái biểu hiện như là tóc họ nhuộm sáng màu, da họ sáng, hoặc là quần áo họ sáng, thì không biết là họ đến vì điều gì. Có thể họ đến vì sự giúp đỡ, hoặc là họ đến để gây cái sự tai ương nào cho bạn thì đi cũng không biết. Nên mình hãy cẩn thận với những người đó nha. Rồi bây giờ hãy tiếp tục vào các mối quan hệ của các bạn. Ace of Pentacles, The Magicians, lá Eight of Pentacles, lá Three of Cups, and the last one lá The Sun. Nhìn chung về các mối quan hệ xung quanh của bạn á, bạn sẽ có sự nghỉ chơi với một ai đó nha. Hoặc là bạn sẽ có một cái sự đổ vỡ, vụn vỡ, hoặc là bớt chơi lại với một ai đó. Và ở đây đi nhìn thấy rằng trong các cái mối quan hệ của các bạn thì nó liên quan đến cái điều này, nó liên quan đến vấn đề tiền bạc. Mà một vấn đề tiền bạc là vấn đề không nên nói tới tí nào. Và nó thấy cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề cái tôi cá nhân. Một cái vấn đề về cái tôi cá nhân nữa. Nên cho đi cảm thấy được rằng là trong cái lá bài này, trong cái ván trải này tròn cho bạn lên xa lá, mối quan hệ của bạn trong tháng á, thật ra nó nằm trong tầm kiểm soát của các bạn.
cái việc ngừng lại hay chơi tiếp là ở việc của các bạn. Nhưng mà đi cảm thấy giống như là mọi thứ nó đi và cái để nó để cho cái tôi cá nhân kiểm soát quá nhiều. Nó để cho cái tôi kiểm soát quá nhiều. Và có những cái mối quan hệ trong công việc nó cũng chi phối bạn rất là nhiều trong cái tháng này nữa. Tuy nhiên đi vẫn nhìn thấy Tree of Cup ở đây ngược. Và đi mong rằng cái Tree of Cup đây ngược là những cái niềm vui nó sẽ được tăng lên, chứ không phải là một cái mối quan hệ nào đó của bạn nó sẽ out ra khỏi cuộc đời bạn. Hiện vậy thì buồn lắm. Tuy nhiên thì lá đờ xanh cuối cùng nó vẫn cho đi được một cái sự kỳ vọng, đó là mọi thứ, mọi chuyện nó vẫn sẽ ổn thôi. Nên mọi người đừng có lo lắng nha. Các mối quan hệ của bạn vẫn sẽ rất là vui trong tháng này, nên bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Ở đây thì đi lại tiếp tục lấy ra về vấn đề tiền bạc và công việc của các bạn. Bạn có lá Hierophant, lá Eight of Wands ngược chiều, lá Justice, lá Eight of Wands, lá The Lovers. Trong công việc sắp tới bạn sẽ nhận được cái sự trợ giúp của một ai đó, có thể là sếp hoặc là đàn anh đã đi trước. Cái sự giúp đỡ này như là giới thiệu cho bạn một việc làm, hoặc là giúp bạn cân bằng lại một cái gì đó, hoặc là cung cấp cho bạn một cái kiến thức nào đó. Họ sẽ nhằm đem đến cái việc là làm cho bạn phải chậm lại trong cái công việc của bản thân, hoặc bắt bạn phải chậm lại để bạn hoàn thiện từng bước một. Bởi vì đi cảm thấy giống như là các bạn mà chọn tuổi bài số 4 á, nó hơi hối hả. Bạn có cái gì đó rất là gấp rút và hối hả, cho nên là trong công việc của bạn, ngay cả trong các mối quan hệ của các bạn nữa, bạn ít khi gọi là để cho nó có thời gian để mà xử lý á. Bạn thấy cái nhào vô là bập chẹt á, vậy thì không nên tí nào hết cả. Và ở đây đi còn nhìn thấy được cái điều đó là có thể từ trong cái mối quan hệ công việc này bạn sẽ mở rộng ra thêm được nhiều mối quan hệ khác nữa, và từ đó bạn sẽ kết đôi được với một ai đó thì sao? Ok không? Ở đây thì bạn có một cái lá bài của đi dành cho cái gọi là tổng quan lời khuyên của bạn trong cái tháng này, cái thông điệp của tháng 6, đó chính là con bạch tuộc. Intelligence là sự thông minh, sự lém lĩnh. Bạn hãy sử dụng cái sự manh, gọi là cái sự gọi là ranh mảnh của mình, thông minh của mình á, vào đúng chỗ. Cũng như là hãy suy xét mọi thứ thật là kỹ lưỡng trong tháng này. Bởi vì á, bạn có biết không, rất có thể là trong tháng á, bạn sẽ phải break up, bạn sẽ phải dừng lại với một mối quan hệ nào đó. Mà đi nghĩ là điều này là điều mà không ai muốn hết cả. Ok không? Rồi, tụi bài số 4 kết thúc. Ok, và trải bài của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Ngày hôm nay thì Đi vẫn sẽ ngồi đây để giới thiệu với các bạn những bộ bài mà Đi đã sử dụng trong ngày hôm nay. Đầu tiên là bộ Tea Leaf Fortune Cards. Đây là bộ bài mà Đi rất là thích luôn. Nó có thể nêu lên được những cái gọi là những cái sự kiện trong tháng một cách khá là rõ nét, và nó đúng một cách rợn người nha mọi người. Rồi, bộ bài tiếp theo đó là bộ Cat Tarot. Dành cho những bạn nào mà yêu mèo thì bộ này rất là phù hợp ha. Bộ Tarot Apocalypse. Và cuối cùng bộ Oracle, Animal Kin Oracle. Bộ này thì bạn nào yêu động vật mà thích cái nét vẽ màu nước là quá tuyệt vời luôn. Bộ này Đi rất là hay sử dụng rồi, đúng không? Rồi, bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong Đi Tarot Tâm sự cùng người lạ tập tiếp theo. Bye bye!